Anh Tùng em vào chưa? Chưa vào. Như vậy loạt sút đầu tiên, tôi hơi mất tập trung một chút. Loạt sút đầu tiên của CR9 đã không thành công. Đi gọn ra ngoài, không để bóng ở đấy. Bây giờ sẽ là cú sút thứ nhất. Hồng Phong, đội trưởng của Thiên Tỷ. Vào. Bóng như ghim vào lưới, rất mạnh. 1-0 cho Thiên Tỷ. Tốn 55. Nam của CT9 đối mặt với thủ môn đối phương. Vào. Tỷ số đã là 2-1. Không vào. Vẫn là 2-1 cho Tiên Tỷ. Cường, cầu thủ đã ghi một bàn trong ngày hôm nay, sẽ thực hiện cú sút thứ 3 cho Tiên Tỷ. Nếu tỷ số nâng lên 3-1 thì lợi thế quá lớn cho Tiên Tỷ. Vào rồi. Rất dễ dàng và bản lĩnh. Không vào. Kết thúc rồi, 3-1 chiến thắng. Chiến thắng thuộc về TNT, giải 3 đã thuộc về đội bóng áo trắng. CT9 đã dính vào tình huống nghiệt ngã nhất của bóng đá khi mà dẫn trước liên tục, nhưng cuối cùng đã để thua và thua trên chấm phạt đền. Tuy nhiên